Chào tất cả anh chị và các bạn. Chào mừng bạn đã trở lại với kênh Truyền Cửu BT. Hôm nay mình làm thêm một món nữa, đó là hoành thánh chiên chay. Món này khi chiên xong có độ giòn giòn bên ngoài. Những nguyên liệu đầu tiên để làm mình có ghi trên màn hình anh chị và các bạn xem. Hành bơ rô sắc nhuyễn, những nguyên liệu để làm mình chuẩn bị gồm có 3 miếng đậu hũ trắng nhỏ mình đã vắt ráo, 100g nấm bào ngư đã sắc nhuyễn, hành bơ rô mình đã sắc xong, nửa củ cà rốt sắc nhuyễn, 1 miếng sườn non chay mình đã ngâm nở, xé ra và sắc nhuyễn, 4 tay nấm mèo ngâm nở và sắc nhuyễn. Dùng cái sửng cho đậu hũ vào. Cho nấm bào ngư vào. Sườn non chay. Cà rốt. Nấm mèo người ta còn gọi là mộc nhĩ. Cho hành bơ rô vào. Mình chuẩn bị 25 miếng hoành thánh và gia vị để cho vào nhân. Cho 1 muỗng canh nước mắm chay. 1 muỗng cà phê đường. 1/4 muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê tiêu, 1/3 muỗng cà phê hạt nêm chay. Gia vị bạn cho vừa khẩu vị của bạn nha. Dùng muỗng trộn sơ. Mình dùng bao tay để nhờ cho dễ. Nhờ cho đậu hũ, nấm, gia vị đều lại với nhau. Dùng một miếng hoành thánh cho vào cái dĩa hoặc cái mâm để gói. Cho nhân vào miếng hoành thánh vừa đủ. Mình cho vào khoảng 1 muỗng. Sau đó xếp hai bên và bẻ lại hai đầu. Mình gói kiểu vuông cho dễ chiên. Tùy theo gói mỗi kiểu khác nhau, mình chọn kiểu vuông. Nếu không dính, thoa vào một miếng nước rồi xếp lại. Mình làm được một cái để bề xếp nằm ở phía dưới. Mình làm thêm một cái nữa cho các bạn xem. Cho 1 muỗng nhân vào. Xếp hai bên lại. Bẻ hai đầu thoa một miếng nước rồi xếp lại. Mình đã làm xong cái thứ hai. Mình làm 1/2 nữa xếp lại. Còn 1/2 nữa mình làm theo kiểu túm lại. Cho nhân vào và túm 4 góc miếng hoành thánh vô. Làm kiểu này đơn giản hơn bạn. Túm và bóp chặt là nó dính lại, không có bị bung ra. Mình làm thêm một cái nữa cho nhân vào. Bốn góc hoành thánh xếp vô. Bạn khéo tay xếp sẽ đẹp hơn mình.
Bóp chặt ở đầu ngoài là dính lại, cách này dễ hơn. Mình xếp xong được một dĩa bạn. Dùng cái chảo cho dầu vừa đổ vào, khi dầu nóng cho miếng hoành thánh vào để chiên. Cho vào để bề xếp nằm ở phía dưới chiên trước, tránh miếng hoành thánh bị bung ra. Mình cho vào chiên được 12 miếng. Chiên khi vàng một bên dưới dùng đũa trở và chiên tiếp. Miếng hoành thánh cũng dễ chiên lắm bạn, không có bị dính chảo. Dùng đũa trở thêm một lần nữa. Lúc này miếng hoành thánh đã hoàn đều hai mặt, mình gấp ra dĩa. Tiếp tục cho hoành thánh vào để chiên lần thứ hai. Hoành thánh vàng đều một bên dưới dùng đũa trở cho được chín đều. Mình trở để nằm ngang. Bên này chưa có vàng, mình dùng đũa trở. Trở phần đầu nhân chiên cho chín và được giòn. Hoành thánh chiên đã được vàng đều, mình gấp ra. Chiên xong mình xếp ra dĩa rồi nè bạn. Bên trong mềm mềm dai dai của nấm, bên ngoài có độ giòn giòn của miếng hoành thánh, rất là ngon. Mình chia sẻ cách làm hoành thánh chiên chay đã xong. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem hết video. Và đừng quên bấm chia sẻ, và nếu chưa đăng ký, bấm đăng ký ủng hộ kênh Truyền Cũ BT để xem tiếp những món ăn mới của mình. Mến chào anh chị và các bạn, và hẹn gặp lại.